nó ôm chặt lấy hết rồi nghe. Chỉ thích gần người thôi. À đây, khoanh tay vào, khoanh tay vào. Cái gì nha chú hả chú? Đang cười của trang tôi này chứ. Cái gì nó dùng con nó như thế. Nó là người chứ là cái gì? Cái tay này thì cái này. Nó là hậu duệ của con người chứ. Tay là như một cái người. Cái gì vậy? Nó bắt bế nó đây. Nó bắt bế nó vào lòng nó ấy, nó như người ấy, không phải đâu. Đấy, thấy không? Nó ôm bằng được. Mình không bế là nó giận đấy. Quả nó cắn tay. Không cắn đâu. Nó đòi mình bế nó ấy. Hay là ông đang đòi ăn cái này. Quẹt cho nó một tí vào tay cơ. Đừng có đưa cá, đừng có bấn. Nó lấy muỗng. Ôi, nó cơm muỗng ở chai đó. thôi để lấy cái muỗng khác đi. Đi vào trong kia, vào trong nhà. Núi đi nó cướp bây giờ. Nó cướp mạnh á, nó cướp mạnh nước. Có cái thìa là trong kia không? Dạ, đó. Này. Đó, thấy chứ. Nó ăn cái cụt này coi, nó ăn cái nó cầm bánh. Mày ăn nhanh không ăn? Đó, thấy chứ, thấy chứ. Ít thôi. Nó ăn nhanh hơn mày chưa? Ừ, cu. Đòi đấy. Chết rồi. Con ăn của em rồi. Khoanh tay vào. Hai con khỉ này đòi đòi của nhau. Kia vào cho kia. Cái đoán ăn để dành như đây đấy. Sợ người ta ăn mất à? Cùng kia quá nổi đấy. Ăn nhanh thế kìa. Trả lại đấy. Trả lại. Quá thích. Quá dần rồi, dần rồi. Dần rồi đấy này. Đây. Đây. Quá nổi đại rồi. Quá nổi đại rồi. Bẩn rồi. Nó không, nó bực mình không ăn nữa đâu. Giận rồi đấy. Thôi nhá, lấy đi, cầm đi. Cầm đi.
cầm luôn. Dạ rồi, ông bye bye nha, bye bye nha. Ăn tí nữa rồi nhà lên ăn. À, thì nên lối lên ăn đó hả? À, để cổ này nó ăn đây, để cổ này tí nữa nó ăn. Thôi không ăn nữa đâu, nó chán rồi đấy. Để thế thì nó ăn, thì bây giờ nó quăng rồi, nó về là nó nhai. Nó không ngừa rồi đấy, ý là nó tức rồi đấy. Tức đấy.